Chúa sáng tạo trời đất, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, sông ngòi biển cả và muôn sinh vật trên mặt đất dưới nước. Ngài chúc phúc cho chúng ta. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều trên mặt đất và dưới nước. Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài làm đều tốt đẹp. Ngài lại phán: Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của Ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, gia thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Và Thiên Chúa đã làm như vậy. Ngài tạo dựng con người, có nam, có nữ, đặt tên cho họ là Adam và Eva. Con xin lưu ý Thiên Chúa chúc phúc cho có một bạn nhỏ ở xóm tám bên bị quyền hành trên tất cả mọi con làm cây. Mất con thì xin trên trong sân khấu để im lại. Ngài phán: Người cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác ở chính giữa vườn thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết.
Adam, ngươi ở đâu? Adam, ngươi ở đâu? Đi đi Adam, đi đi Eva, hãy vĩnh viễn cút ra khỏi khu vườn của ta. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Muốn có bánh ăn thì ngươi phải vất vả cực nhọc làm lụng đổ mồ hôi cho tới khi ngươi trở về với bụi đất. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Xin cúi đầu nghe lời Chúa truyền, xin vâng.
lời xin vâng của Maria đã mở đường cho con Thiên Chúa trở nên người phàm. Việc gì đã xảy đến với Maria? Tại sao bạn ta cứ im lặng? Tố cáo nàng theo luật pháp đòi buộc ư? Không, không thể được. Vì Maria là người nhân đức mà lòng ta hằng ngưỡng phục. Hơn nữa, Thiên Chúa còn là một đấng thẩm phán chí công. Hãy để cho Ngài phân xử, chứ không một ai có quyền xét xử nàng. Hay ta đi một nơi thật xa để kín đáo từ bỏ nàng. Hay ta đi một nơi thật xa để kín đáo từ bỏ nàng. Mệt lạ vì băn khoăn lo lắng, Giuse thiếp đi trong giấc ngủ và sứ thần Chúa hiện đến báo tin cho Giuse.
không vui lòng cho chúng tôi hỏi, ở đây có nhà trọ nào không? Tôi đang bận, đi hỏi người khác ạ. Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ? À? Là mời ông cho tôi hỏi thăm. Nào nào, ai đến quán trọ của bà đây? Giới đất ơi, người gì mà nghèo thế này? Có đủ tiền không mà muốn phòng trọ? Chúng tôi có chừng này thôi ạ. À? Có chừng này thôi ạ? À? Chừng này mà đâu muốn phòng trọ của bà à? Thôi thôi thôi, đi chỗ khác cho tôi nhờ. Này 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 bà ơi, tôi là khách đường xa, trời thì đang mùa xuân tốt mà đêm đã xuống rồi, xin bà cho chúng tôi một chỗ qua đêm vì bạn của tôi đã tới ngày sinh nở. Xin bà thương người nghèo khổ vì dân Chúa Trời. Đó là chuyện của ông, vấn đề của tôi á là tiền treo chéo mút, nếu cứ thông cảm thì chắc tôi phải đóng cửa phòng trọ sớm à. Tôi lấy tiền đâu mà đóng gói thập phân đây? Chứ, đằng nghéo mà không biết phận, cái đồ nhẹ quá. Chính là mùa đông giá bao la mây mù, trong dòng nơi nơi một niềm vui mới sáng sinh đến rồi. Từng nhành tháo
cười chế nhau dù mùa đông giá bao la ngày trời. Dù rằng nơi ấy một niềm vui với Giáng sinh đầy rơi. Từng nhìn tháo xanh cứ rơi trên bay. Trong hoa cầu lâu lạnh mang sắc bạc xanh. Bọn trẻ mong áo xa lô em hôm nay mang cho quà. Được tìm đi qua đèn bóng nhắm nháy sau vui mùa nhà. Còn lọc khi nhắm kia xe đang tối. Cùng tình hàng đã di chuyển ra đời. Chuông vang lập tay. Xin cảm ơn các bạn giảng viên.